Bón phân rất nhiều nhưng cây trồng không phát triển, không tươi xanh tốt và thậm chí năng suất còn giảm đi. Và đổ lỗi cho phân bón. Rồi phân bón rẻ tiền, phân bón đắt tiền vẫn không đạt lại cái năng suất, cũng không mang lại niềm tin cho bà con. Và bà con rất là hoang mang. Có phải đây là những cái nỗi bà con đang băn khoăn hay không? Nhưng video hôm nay chị sẽ chia sẻ cho bà con là cái yếu tố ngoài cái chất lượng của phân bón ra ở đây thì nó còn có nhiều cái yếu tố mà trong khi đó là bà con cần phải lưu ý. Thì hôm nay chị sẽ bật mí cho bà con bốn cái nguyên tắc để mình sử dụng phân bón làm sao để nó hiệu quả và năng suất, để có niềm tin và yên tâm trong lĩnh vực đầu tư về phân bón. Xin chào, mình là Sĩ. Mình đã có 9 năm trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật cây trồng và dinh dưỡng cây trồng. Trong 9 năm vừa qua thì Sĩ đã giúp cho hàng nghìn các hộ nông dân cũng như các trang trại lớn đã làm thay đổi được cái phong cách, các cách chọn phân bón cũng như là có cách phương hướng làm hiệu quả hơn để làm sao có chất lượng, đặc biệt là tăng được năng suất cũng như là tăng được thu nhập. Trong nhiều năm trở lại đây thì có rất nhiều nhà vườn mà Sĩ cũng có được đi đến trực tiếp thăm cũng như là tư vấn trực tiếp, thì có rất nhiều bà con thì hoang mang là vì sao mà bón sử dụng rất là nhiều loại phân bón nhưng nó không mang lại cái hiệu quả, không những là nó năng suất nó thấp mà nó lại đắt đỏ, mà cái hiệu quả của nó mang lại rất là kém. Thì điều đó Sĩ cũng đã từng trải qua. Nhưng cái điều mà mình biết gần đây là lý do là do những người thầy của mình đã từng dạy và chia sẻ lại và mình đã áp dụng thì thấy nó rất là hiệu quả. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ để cho các bà con cũng như là mọi các trang trại để mình có những cái cách làm tốt hơn, để có cái niềm tin để mình đầu tư vào trong cây trồng của mình một cách bài bản và có niềm tin. Trong những cách mà bà con đang làm thì mình tin chắc là cũng có nhiều cái phương pháp đúng. Thế nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái bốn cái quy tắc mà mình sử dụng phân bón để làm tăng cái hiệu quả của năng suất cũng như là tiết kiệm, đặc biệt là tiết kiệm. Bởi vì mình thấy rất là nhiều bà con đang lãng phí, cây trồng không phát triển, đâm ra là mình cứ bón thêm. Thế nhưng thực tế là càng bón thì không những cây trồng nó phải không phát triển mà nó còn mất lãng phí và mất rất nhiều tiền. Thì mình sẽ xin chia sẻ cái nguyên tắc thứ nhất, đó là phải chọn đúng loại. Đúng loại nghĩa là sao? Là mình chọn đúng cái thành phần công thức dinh dưỡng mà theo đúng cái giai đoạn cây trồng sinh trưởng phát triển ấy, để đáp ứng được nhu cầu của cái nhu cầu về dinh dưỡng để nuôi cái giai đoạn cây trồng của mình phục hồi cũng như là phát triển theo cái sinh lý của nó. Ví dụ như khi giai đoạn cần cây nhỏ phát triển bật chồi và bén rễ thì mình phải dùng cho những thành phần ví dụ như là cái công thức đạm và đạm thấp hơn lân cao và đặc biệt là kali một phần để cái hàm lượng lân nó làm cho cái bộ rễ được kích hoạt cũng như là sử dụng thêm những cái thành phần bổ sung ra rễ để khi cây bén rễ được thì nó sẽ hấp thụ các chất dinh dưỡng thì nó mới đúng theo cái giai đoạn sinh lý của cây trồng, hay cũng như là giai đoạn phát triển chồi lá chẳng hạn thì mình phải dùng các công thức như là đạm và lân cao hơn và cái thành phần kali nó giảm đi để làm sao cây trồng của mình sinh trưởng mạnh hơn, hoặc là khi cây trồng của mình phát triển đến một độ nó chuẩn bị giai đoạn tượng trái, giai đoạn ra hoa thì mình cần phải tăng cái nồng độ kali để đảm bảo làm sao cây trồng có thời gian ủ hoa và sẽ tích tụ mầm hoa để cho cây mang hoa khỏe hơn, đảm bảo hiệu quả hơn. Nguyên tắc thứ hai đó là chọn đúng liều lượng. Các bạn bà con phải chọn đủ cái lượng dinh dưỡng cần thiết để giai đoạn của cây trồng mình hấp thụ một cách tốt nhất, tránh bị ngộ độc hay là cũng như là tránh cái sự thiếu hụt. Có nghĩa là sao? Thì khi cây trồng bà con mình phải biết được là giai đoạn sinh trưởng, ví dụ như cây lúa, giai đoạn lúa 1, thúc 1 cây trồng thì cần nồng độ là bao nhiêu kg đạm, bao nhiêu kg lân, bao nhiêu kg kali thì phù hợp. Thì các bà con phải cân đối được cái điều như vậy. Ví dụ như giai đoạn 1 cần nồng độ nhẹ hơn bởi vì trước đó mình đã có phân chuồng lót hay là có những cái phân vi sinh đã lót từ trước thì nó phát huy tác dụng, hoặc là đến giai đoạn về đứng cái làm đồng thì cái thành phần mình phải tăng cái nồng độ NPK cao lên để đủ dinh dưỡng để nuôi dưỡng cái đồng cũng như là giai đoạn sau vào gạo, đúng không ạ? Tránh hiện tượng là mình cho ít thì sẽ làm cho cái sức bật của lá đọng của cái đồng của mình sẽ thấp, thì cái quá trình trổ bông sẽ rất là dài thì nó sẽ làm cho cái hiện tượng nếp nó sẽ tăng lên. Nguyên tắc thứ ba đó là nguyên tắc đúng thời điểm. Bà con phải định vị, phải chọn đúng cái thời điểm sinh trưởng của cây trồng của chúng ta để đáp ứng được đủ cái dinh dưỡng cho giai đoạn đó. Chứ khi mình chăm bón,
mình không định vị được thời điểm của cây trồng của chúng ta. Ví dụ như khi cây của chúng ta đang cần, đối với cây lúa chúng ta đang cần đứng cái làm đồng mà chúng ta lại bón quá muộn thì nó không đủ dinh dưỡng để nó nuôi cái mang bầu của lúa, nó sẽ không vào được cái đồng, sẽ làm cho tỷ lệ sau này là cái hình thành ré trên hạt, nó hạt trên ré nó rất là thấp, và cái bông lúa của chúng ta sẽ ít hạt. Hay là khi đối với cây ăn trái, khi chúng ta giai đoạn sinh trưởng về phát triển của mầm hoa mà chúng ta không tích tụ năng lượng để nuôi hoa nó được khỏe hơn, mập hơn, cái nhụy hoa của chúng ta to, thì sau này thì cái tỷ lệ mà đậu thành trái nó cũng sẽ thấp hơn và nó sẽ khó cho chúng ta giai đoạn chăm sóc, sẽ bị rất là rơi trái. Nguyên tắc thứ ba, nguyên tắc thứ tư đó chính là đúng cách. Khi chúng ta bón với nguyên tắc là phải bón rải đều, không được bón tập trung, và đối với cây ăn trái thì chúng ta phải bón quanh tán để rễ cây của chúng ta hấp thụ được đều, tránh tình trạng tập trung một chỗ có thể bị sót rễ, và để làm sao để mình phân chia các dinh dưỡng để cho các mô rễ nó được hấp thụ đều hơn, tránh hiện tượng lãng phí đó, để hiệu quả hơn, để cho mình có thể là phát huy thêm tác dụng. Và đặc biệt là cũng rất là quan trọng là chúng ta cũng phải tìm được những cái thương hiệu ổn định mà bà con cũng đã tin dùng từ trước. Thì trên đây là mình đã bật mí cho bà con được bốn cái nguyên tắc để sử dụng phân bón làm sao để hiệu quả. Thì nếu video này hữu ích với bà con, hoặc là biết ai đó đang rất cần những cái kiến thức này, thì mong muốn bà con đăng ký kênh video của mình để mình có thể chia sẻ cho bà con những cái kiến thức về cây trồng cũng như là về phân bón, và chia sẻ cho những người mà có thể đang cần những cái kiến thức như vậy. Chà, xin chào bà con và hẹn bà con trong những video tiếp theo. Xin chào.